bắn con Yoyaki 914 cho mọi người xem luôn nha. Thì Tiến còn có một viên kẹo à, kẹo đạn nổ á, đạn nổ cái đầu nó màu xanh á, còn một viên đem ra cho em luôn, đem ra bắn cho anh em xem luôn. Thì mình cũng có khóa an toàn rồi hết nha. Đó, mình trượt lên, mình đẩy cái nút này lên là khóa an toàn này không có bắn được. Đó, mình hạ xuống rồi bắn nha. Ồ, giật mình. Nổ lớn lắm.